Chương trình radio đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Chuyện đời Thúy, tác giả Phạm Hiếu. Phần 6: Cuộc gặp mặt bất ngờ. Nam, người bạn thân của Thao khi xưa, giờ đã là một kỹ sư xây dựng giỏi. Công việc của anh buộc phải đi khắp đó đây. Công trình anh nhận lần này là xây dựng một ngôi trường học cho học sinh vùng cao. Anh một người làm việc có trách nhiệm, vì thế dù hôm nay là ngày chủ nhật, anh cũng phải cố lên tới nơi để xem công việc như thế nào. Tiếp anh Nam là một chủ tịch xã, cậu ta còn rất trẻ. Chào anh, được tin anh trực tiếp về địa phương của chúng tôi chỉ đạo xây dựng điểm trường, bản thân tôi thấy rất hân hạnh. Nam bắt tay cậu chủ tịch và nói: Vâng, thưa đồng chí chủ tịch xã, tôi cũng rất vinh dự được địa phương đặt niềm tin. Tôi muốn ngay trong ngày hôm nay được đi khảo sát địa bàn. Cậu có thể điều người đưa tôi đi được không? Anh chủ tịch phấn khởi: Dạ, được ạ. Chiều nay tôi sẽ đích thân đưa anh xuống đó. Đầu giờ chiều, trong cái nắng vàng như mặt, cậu chủ tịch xã chở anh Nam trên con xe Dream đi vào đoạn đường lắt léo ngoằn ngoèo toàn sỏi đá. Có đoạn thì một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là núi cao hun hút. Hai người phải xuống dắt xe vì không đủ can đảm. Có những đoạn đường hai người đi qua chỉ là khu đất trống, cỏ mọc hoang dại, thi thoảng mới có mái nhà ẩn nấp dưới những tán lá xanh um. Nhìn cảnh vật, anh Nam bỗng thấy thương người dân nơi đây quá. Họ còn lạc hậu, còn khổ cực, đặc biệt thương thế hệ trẻ em phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu chữ. Nhưng có điều muốn thắc mắc, anh Nam hỏi cậu chủ tịch trẻ: Địa phương mình đã có dự án làm đường xá chưa cậu? Dạ, cũng đang có dự án anh ạ. Đường xá có mở mang thì mới mang lại kinh tế cho người dân nơi đây cậu ạ. Vâng, đúng đó anh. Đường, trường, trạm là vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu anh ạ. Đi tới đâu, cậu chủ tịch xã giới thiệu với anh Nam về địa phương mình tới đó. Cậu chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ nằm gọn lọt ở đằng xa. Ngôi nhà kia đó anh có nhìn thấy chứ? Có, là ngôi nhà gỗ đó hả cậu? Vâng anh, ở đó có một cụ già làm nghề bốc thuốc chữa bệnh hay lắm anh ơi. Cụ già ấy chữa được những bệnh gì hả cậu? Cụ ấy tên là Tôn Từ, chữa được rất nhiều bệnh, nhưng chủ yếu về gan và giải độc gan anh ạ. Vậy bệnh xơ gan cụ ấy có chữa được không cậu? Em nghe nói là có đấy anh. Ồ, thế thì tốt quá. Vậy lát nữa về, cậu cho tôi ghé vào đấy nhé. Tôi muốn mua thuốc cho ông già vợ, nay đang bị xơ gan. Vâng anh, vậy để lúc về em sẽ ghé. Gần 3 giờ chiều, hai người mới tới địa bàn cần xây dựng điểm trường. Sau hàng giờ khảo sát, anh Nam nói với cậu chủ tịch xã: Thưa đồng chí chủ tịch xã, qua khảo sát, tôi thấy địa bàn nơi đây rất khó khăn về khâu vận chuyển vật liệu. Do vậy, tôi tính phải xúc tiến công việc ngay, vì lúc này mới chớm vào mùa khô. Công trình tiến hành càng sớm càng tốt, gói gọn trong vài tháng cuối năm, đừng để chậm trễ khi mùa mưa đến. Và lại, đừng nên kéo thời gian dài, khắc khoải của các cháu. Cậu chủ tịch xã gật đầu tâm đắc: Vâng thưa anh nói rất đúng. Các cháu sẽ rất vui khi có được một ngôi trường mới. Vì tương lai của con em, thay mặt địa phương xin cảm ơn anh rất nhiều. Xong việc, cậu chủ tịch xã chở anh Nam quay về. Khi những vầng sương đang lả rà trên những quả đồi, quấn quýt trên mái nhà nơi xa tít, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống phía trước mặt hai người. Con đường dốc lắt léo được soi sáng nhờ ánh đèn xe. Cậu chủ tịch nói với anh Nam để khỏa lấp tiếng réo của cái bụng mình: Anh Nam ơi, lúc nãy em nói với anh lúc về sẽ ghé qua nhà cụ già để cắt thuốc, nhưng giờ cái bụng của em nó đang réo rắt lên vì đói, nên đành khất anh. Ngày mai em dẫn anh tới đó nha anh. Ừ, cũng được. Mà cậu vì tôi còn phải cắm bốt ở đây khá lâu cơ mà. Có điều, nếu đúng là cô ấy chữa được căn bệnh của nhà cậu tôi,
thì sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó cậu ạ. Vậy ngày mai cậu cố gắng đưa tôi đi cậu nhé. Vâng, vậy thì mình quyết định như vậy anh ha. Em chịu nắng chịu rét thì được, chứ đói thì em chẳng thể chịu nổi anh ơi. Nói xong hai người họ cùng phì cười, sương hình như đã rơi xuống thấm ẩm hai đôi bờ vai. 7 giờ sáng hôm sau, đúng như đã hứa, cậu chủ tịch trẻ lại chở anh Nam tìm tới nhà cụ Tôn Từ để bốc thuốc. Hai người họ xuống xe, dựng nơi chân con dốc đầu ngõ, rồi cùng nhau bước trên những bậc đá đi vào. Không gian thoang thoảng có mùi lá thuốc. Tiến vào mảnh sân nhỏ đứng trước ngôi nhà gỗ, xộc vào khoang mũi hai người đậm mùi hương của tất cả những loại cỏ cây, hoa lá đang được phơi trong cái nắng nhẹ dưới bóng cây. Bước vào trong nhà, người đầu tiên hai người gặp là một phụ nữ chừng hơn 40 tuổi với dáng người cao và nước da trắng. Chị ấy ân cần mời hai người. Em mời anh và cậu ngồi đây chờ một lát để em đi gọi cha. Nói xong, chị bước ra phía sau nhà chừng 10 phút. Một cụ già chừng hơn 80 tuổi, dáng người cao gầy, da đỏ tía, râu tóc bạc trắng như cước, khoan thai đi về. Anh Nam thấy vậy, bèn đứng lên lễ phép chào. Con chào cụ ạ. Cụ già chào lại. Vâng, chào hai anh, mời hai anh ngồi. Anh Nam lễ phép thưa. Thưa cụ, con tên là Nam, là kỹ sư người Kinh, mới về địa phương mình chuẩn bị xây dựng điểm trường cho các em. Cụ già ngạc nhiên. Ồ, vậy à? Anh Nam tiếp lời. Dạ, thưa cụ, con có nghe cậu chủ tịch nói cụ là một thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh. Vì vậy, con cũng mạo muội vào đây, xin cụ giúp đỡ à. Anh mua thuốc cho ai? Dạ, thưa cụ, bố vợ của con đang bị xơ gan giai đoạn đầu. Liệu cụ có thể... Anh Nam ngập ngừng. Anh ạ, xơ gan giai đoạn đầu thì có khả năng tôi sẽ chữa được. Nhưng với điều kiện, người bệnh cũng cần phải lạc quan thì mới vượt qua được. Vâng, thưa cụ. Thuốc của tôi chỉ toàn là lá nên dễ uống lắm. Anh còn làm việc ở đây thì tôi sẽ bán tạm cho 1 tháng. Sau 1 tháng, nếu thấy bệnh có biến chuyển thì tôi sẽ thay thuốc. Anh ngồi chờ một lát nhé, tôi bốc cũng nhanh thôi. Nói rồi cô cất tiếng gọi. Thúy ơi, con mang nước lên mời khách đi. Dạ, thưa cha. Vừa dứt tiếng trả lời, chị bước chân vào nhà, tay xách theo một cái siêu tới bên bàn rót nước mời khách. Anh Nam ngồi đó, đưa mắt bao quanh một lượt ngôi nhà. Vô tình, mắt anh dừng lại, nhìn sâu vào phía sau vành tai phải của người phụ nữ. Ồ, cái mụn cất ngồi to bằng cái cúc áo. Trong giây lát, anh chợt nhớ, mình vừa nghe cụ gọi, chị ấy là con và còn có tên là Thúy nữa. Lẽ nào lại có sự trùng hợp như thế? Phải chăng là Thúy, em của tao? Có lẽ đúng là Thúy rồi. Dường như đã chắc chắn được một nửa rằng người đàn bà đang rót nước mời anh là bé Thúy ngày xưa. Vì anh muốn xác minh nốt một nửa còn lại, bèn nhìn kỹ vào khuôn mặt của chị ấy, rồi bất ngờ reo lên. Thúy? Là Thúy đấy hả? Có đúng là Thúy không? Người phụ nữ giật mình khi có người gọi đúng tên mình. Anh là anh Nam đấy. Anh Nam nhà nuôi nhiều trâu có phải không? Ừ, anh đây, đúng là Thúy rồi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tươi tuổi, trong phút giây ngỡ ngàng của cụ già và cậu chủ tịch xã. Không còn gì mừng hơn, anh Nam kéo Thúy ngồi xuống ghế, hỏi dồn dập rằng Thúy ơi, tại sao em lại ra đi mà không nói với anh một lời? Thúy cúi mặt xuống, chấm giọt nước mắt đang rơi. Dạ, em... Nam lắc nhẹ tay của Thúy. Bao năm qua, em đã đi những đâu và tại sao lại ở chỗ này? Em... Họ chợt lặng đi trong giây lát vì phút nghẹn ngào. Thúy ngước mắt lên hỏi Nam. Anh Nam ơi, mẹ và anh chị của em có khỏe không? Em nhớ mọi người nhiều lắm, nhưng chẳng nhớ đường về anh ơi. Anh Nam ạ, thật là một sự trùng phùng rất bất ngờ. Tôi cũng đang mừng trong niềm vui của con Thúy.
Chuyện thì dài dòng lắm. Giờ tôi mời anh vào cậu đi rửa mặt mũi chân tay cho mát mẻ. Con Thúy nó xuống bếp làm cái gì đó, để trưa nay mấy người chúng ta cùng lai đây. Sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe. Tranh thủ thời gian chờ chồng và con của con Thúy, tôi sẽ bốc thuốc cho anh. Ngay cha con nó đi vào rừng lấy lá, chắc cũng sắp về rồi anh ạ. Trưa hôm ấy, anh Nam với cậu chủ tịch đã ở lại dùng bữa cùng với gia đình cụ, với hai món gà luộc và măng rừng xào lòng. Cụ già phấn khởi rót mình rượu thuốc ra mời khách. Cậu chủ tịch không dám uống nhiều vì chiều còn phải về trụ sở. Anh Nam quyết định ở lại nên cứ thoải mái cụng ly. Lúc này trong căn nhà gỗ nhỏ rộn rã tiếng nói cười của 6 con người. Trên đặng cây phía sau nhà, tiếng chim khách hót lạnh lót nghe thật là vui tai. Buổi chiều hôm ấy, bên chén nước trà, anh Nam ngồi lắng nghe cụ già kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp Thúy ở trong rừng cho tới ngày hôm nay. Vợ chồng Thúy và đứa con trai ngồi kế ở bên, đưa hồn theo từng đoạn trong câu chuyện cha ông của mình đang kể. Riêng anh Nam thì khắc khoải lắm, anh chỉ muốn báo cái tin vui này về ngay cho anh Thao biết. Nhưng tiếc rằng ở cái chốn rừng sâu, điện thoại của anh lại không có mạng, mà số của anh Thao thì lại bị mất từ khi nào rồi ấy. Dường như cả buổi chiều họ trao cho nhau chưa hết tâm tư, nên ăn cơm tối xong họ lại tiếp tục trò chuyện. Qua câu chuyện của anh Nam, từ cụ già cho chồng và con Thúy, cũng hiểu được nhiều về hoàn cảnh của gia đình Thúy ở quê. Lúc đó anh bàn tính với mọi người rằng mai sẽ nhờ đứa con trai của Thúy là cháu Phước chở anh về trụ sở xã. Nhân tiện anh sẽ gọi cho anh Thao để báo tin, sau đó sắp xếp công việc rồi quay vào chốn này ngay. Nghe anh Nam nói, mọi người trong nhà cũng đồng ý với sự sắp đặt của anh. Thấy đã quá khuya, họ mới cùng nhau đứng dậy và đi nghỉ. Sáng ngày thứ ba trong tuần, chị Thảo đang mải miết làm việc, bỗng có tiếng rung của chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình, đó là cuộc gọi của anh Nam. Vì đang giở tay nên chị đắn đo mãi mới nghe. Chẳng biết nội dung của điện thoại là cái gì mà khuôn mặt buồn bao năm của người phụ nữ đứng tuổi bỗng nhiên vui tươi đến lạ lùng. Anh Thao đi làm về tới nhà thì đã là 11:30. Sau bữa cơm trưa, anh nằm ngả lưng xuống giường. Vừa mới thiêu thiêu thì chiếc điện thoại đen trắng reo lên hồi chuông dài. Bật tất cả cái mình vì mất toi cả giấc ngủ trưa. Cũng định không nghe, nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc. Anh liền cầm điện thoại lên, thấy số của em gái bèn nghĩ. Không biết có việc gì mà cái Thảo lại gọi từ công ty về như thế này nhỉ? Bỗng nhiên anh thấy có gì đó lo lắng, anh liền bấm cái nút xanh phía bên phải của chiếc điện thoại. Chưa kịp nói gì thì đầu bên kia có tiếng của chị Thảo gấp gáp. Anh ơi, đã có tin tức của cái Thúy nhà mình rồi anh ạ. Anh Thao giật mình. Cô nói cái gì? Chị Thảo mau mải. Cái Thúy nhà mình nó còn sống anh ơi. Sao cô biết? Cô nghe tin này ở đâu? Sáng nay anh Nam gọi cho anh rất nhiều nhưng không thấy anh nghe máy. Anh Thao cắt ngang câu nói của chị Thảo. Làm gì có nhỉ? Sáng nay điện thoại anh luôn để trong người mà. Anh Nam gọi qua Messenger cho anh mấy lần đấy, nhưng chắc cái điện thoại cảm ứng của anh để ở nhà ấy. Ờ, có lẽ thế, để anh kiểm tra. Vừa nói, anh Thao vừa đi tìm chiếc điện thoại Samsung cảm ứng mà bấy lâu nay chỉ dùng để liên lạc qua mạng với mọi người. Chị Thảo nói tiếp trong điện thoại. Anh ấy nhận công trình rất may là gặp được cái Thúy nhà mình. Anh mau liên lạc với anh ấy xem thế nào, chứ lúc nãy đang trong giờ làm nên em cũng không hỏi được nhiều. Rồi cụ thể như thế nào, tối em về anh, rồi anh em mình cùng bàn nhé. Ừ, vậy để anh gọi cho Nam rồi xem sao nha. Rồi chiếc điện thoại cũ, anh Thao cầm chiếc điện thoại cảm ứng mở ra xem, thì thấy có những 5 cuộc gọi nhớ của người bạn thân từ cái thủ còn thơ. Không thể chần chừ nữa, anh Thao bấm nút gọi lại cho Nam ngay. Thao đấy hả? Sáng nay tao gọi cho mày quá trời mà chẳng thấy mày nghe. Ừ, tao đi làm chỉ mang theo cái chiếc điện thoại cùi bắp thôi Nam. Chiếc điện thoại cảm ứng tao vứt ở nhà, chỉ đến tối về mới sờ thấy nó. Nam này, tao vừa nghe cái Thảo nói sơ qua rằng
Mày đã gặp được cái Thúy nhà tao đúng không? Đúng rồi, hôm qua tao gặp ở nhà bố nuôi Thúy, một ngày trời ở đó và ngủ một đêm luôn. Muốn gọi cho mày, nhưng mà ở đó không có mạng. Sáng nay tao nhờ con trai của Thúy trở về trụ sở, tính gọi cho mày mà mãi chưa được, nên tao vẫn còn phục ở đây này. Hai bác cháu chưa dám về nhà, chuyện thì dài dòng lắm, mày cứ lên đây rồi sẽ rõ. Vợ anh tao nằm nghỉ trong gian buồng, đang lơ mơ, chỉ nghe chồng mình nói chuyện với cô em gái, câu được, câu mất, rồi chị lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Lát sau, chị lại nghe thấy chồng mình nói chuyện với ai mà còn nhắc đến tên Thúy. Chị bèn bước ra gian ngoài, thấy vẻ mặt anh Thao chứa đựng bao niềm tin và hy vọng. Nhưng sao mày dám chắc là cái Thúy? Liệu mày có nhầm không hả Nam? Mặc dù chị chưa biết mặt cô em chồng, nhưng khi nghe anh nhắc tên Thúy, chị cũng hoảng rồi. Có tin tức của Thúy hả chồng ơi? Anh Thao gật đầu trong khi vẫn đang nghe anh Nam nói. Nhầm làm sao được, vì nó có cái mụn ruồi ở đằng sau to bằng cái cúc áo, ở sau bánh tai phải. Chả nó thì còn ai vào đây nữa. Thật hả? Thật, mày có mừng, có thấy bất ngờ không hả Thao? Mừng lắm Nam ơi. Vậy mày lên ngay mà nhận em đi Thao à? Để tao thu xếp nhá. Anh Nam nhiệt tình. Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày ngay lập tức đây, mà tao nhắn luôn cả số điện thoại cho mày. Nếu mai lên đây thì liên lạc gọi bằng mặt không được đâu. Nhưng mà buổi chiều không có xe lên trên này rồi. Thôi, để sáng mai đi sớm. Giờ tao mới nghĩ ra. Hôm nọ ngồi trên xe được anh tài xế nói cho nghe mới biết, mỗi ngày chỉ có hai con xe đi về ngược chiều nhau thôi. Xe ở mình chuyển bánh lên ngược lúc 5 giờ sáng, thì xe ở trên này cũng xuất phát về xuôi cùng giờ Thao ạ. Thôi thế cũng được. Kiểu gì chiều nay cũng chưa nghỉ được, vẫn phải đi làm, rồi báo chủ thầu một tiếng mới nghỉ được. Với lại, tối cái Thảo về tao còn bàn với nó đã. Mày nhắn luôn địa chỉ cho tao với nhé. Ừ, vậy thế nhé. Lúc lên xe thì gọi cho tao, tao còn sắp xếp người ra đón, vì đường vào tới cái chỗ Thúy nó cũng tương đối xa. Cảm ơn mày, tao đi làm đây vì đến giờ rồi. Ừ, cứ thế tao nhé. Vừa dứt lời với Nam xong thì cũng đã 1 giờ kém, là lúc tao phải đi làm. Anh quay ra nói với vợ. Tôi mừng quá mình ơi, chỉ muốn đi ngay lập tức, nhưng phải để tối con Thảo về còn bàn bạc xem sao. Vợ anh Thao cũng mừng chẳng kém, chỉ đưa cho chồng chiếc mũ bảo hiểm và nói. Vâng, em cũng thấy rất mừng, sao lại may mắn đến thế cơ chứ? Nhưng anh phải đi làm để xin phép ngày mai còn nghỉ chứ. Ừ, tôi đi đây. Buổi chiều nay sao thời gian trôi chậm đến lạ lùng. Anh Thao thấy bồn chồn trong lòng, chỉ mong trời mau tối để về còn bàn bạc với con Thảo xem ngày mai đi như thế nào. Mặc dù chưa tới giờ nghỉ, nhưng không thể cưỡng lại lòng mình, anh đành xin phép về trước 1 giờ. Anh Thao quần áo chỉnh tề đang dọn dẹp bàn thờ. Vợ anh hái từ vườn vào một đĩa trái cây, bưng lên đưa cho chồng. Anh thắp ba nén nhang dâng lên lẩm nhẩm quấn nung. Thưa cha, thưa mẹ, đã mấy chục năm trôi qua, kể từ ngày em con bị mất tích, nay nhờ hồng phúc của cha mẹ để lại mà con đã có một chút tin tức về em. Ngày mai con sẽ lập tức đi đón anh về đoàn tụ. Con xin cha mẹ phù hộ cho anh em chúng con trở về bình an ạ. Anh Thao vừa cấn xong thì có tiếng xe máy ở ngoài cổng. Chắc chị Thảo đã về. Chỉ vài phút sau chị Thảo bước sang nhà trong sự vội vàng. Anh ơi, thế tình hình sao rồi? Anh gọi cho Nam rồi. Nam xác định đúng là Thúy vì nhìn thấy cái mụn ruồi ở sau vành tay phải. Thật hả anh? Vậy thì mừng quá anh ơi. Giờ anh tính như thế này, sáng mai anh sẽ đi lên đó xem cụ thể như thế nào. Cho em đi cùng anh với. Thôi, việc công ty rất là khó nghỉ, cô cứ đi làm đi. Anh biết cô mà nghỉ là người ta trừ lương đó. Có thể anh sẽ lên đó vài ngày mới về, nếu sắp xếp đưa được Thúy về cùng thì càng tốt. Vâng, anh tính thế thì em xin nghe theo. Sáng mai em chở anh lên bắt xe. Ừ, vậy mai cô chở anh đi sớm nhé, vì nghe Nam nói xe chạy lúc 5 giờ đấy. Vâng ạ. Hết phần 6.
Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.